Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chung đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Suy niệm: Thánh sử Gioan trước tiên không có ý định miêu tả cho chúng ta một đám cưới làng vào thời đó. Ngài muốn dạy chúng ta một bài giáo lý với cách giải thích mang tính biểu tượng sâu sắc. Đối với Thánh Gioan, nước hóa thành rượu ngon tại Cana là một dấu lạ mà chúng ta thường gọi là phép lạ. Khi chúng ta nói đến dấu lạ, điều quan trọng không phải ở việc nước hóa thành rượu, mà là dấu lạ đó muốn diễn tả điều gì. Đối với Thánh Gioan, dấu lạ nói về đức tin và cho đức tin. Người quản tiệc dường như không hiểu gì về hành động của Đức Giêsu, nhưng các môn đệ hiểu và tin vào người. Dấu lạ này chỉ biểu lộ thần tính của Đức Giêsu khi được nhìn bằng con mắt đức tin. Đây chính là chìa khóa của bài tin mừng. Biến cố Cana không nhất thiết mang lại niềm tin, nhưng có thể củng cố niềm tin. Điểm khởi đầu bài tin mừng là việc thiếu rượu. Thánh sử Gioan không quan tâm đến lý do tại sao thiếu rượu, nhưng người nhấn mạnh đến ý nghĩa tượng trưng của nó, đó là sự nguy khốn của dân Do Thái và sự mong đợi ơn Chúa. Khi mẹ Maria nói với Đức Giêsu: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Chúng ta đừng cho rằng Đức Giêsu không tôn trọng mẹ mình hoặc do tâm trạng bực bội của người. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Maria chỉ được nhắc đến 2 lần, trong tiệc cưới Cana và dưới chân thập giá. Cả 2 lần Đức Giêsu gọi mẹ người là bà. Đức Maria được mời gọi để chuyển từ một mối quan hệ ruột thịt sang một mối quan hệ mà kể từ đây được đặt trên một chiều kích khác. Đó là chiều kích của đức tin. Vả lại, ở đây Đức Maria được giới thiệu như một người phải trở thành gương mẫu của các tín hữu. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Đức Maria đã tin trước phép lạ, còn các môn đệ thì tin sau phép lạ. Truyền thống giáo hội sẽ nhấn mạnh vai trò trung gian chuyển cầu của Đức Maria, sự hiện diện ân cần quan tâm của mẹ đối với người khác. Giáo hội tôn kính mẹ Thiên Chúa là đấng trung gian tuyệt hảo. Giờ của tôi chưa đến. Toàn bộ tin mừng của Thánh Gioan đều hướng đến sự tỏ hiện của giờ. Đó là sự tôn vinh của Đức Kitô trên thập giá. Tại Cana, tuy chưa tới giờ ấy, nhưng người đã cho một dấu hiệu về giờ ấy. Tiệc cưới tại Cana tiên báo tiệc cưới vĩnh cửu, bữa tiệc của nước trời. Có một chi tiết quan trọng trong bài tin mừng, đó là ý nghĩa của con số 6. 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái.
Số 7, số hoàn hảo trừ 1 thành 6 là con số tượng trưng cho sự bất toàn. Như vậy, tiệc cưới giữa dân Israel và Thiên Chúa chưa được hoàn hảo. Điều này muốn nói rằng Đức Giê-xu là đấng khai mở một thời kỳ hoang lạc mới. Với Đức Giê-xu, giao ước mới thay thế giao ước cũ, luật mới thay thế luật cũ, rượu ngon và dồi dào của Tân ước thay thế nước lã của Cựu ước. Còn một chi tiết tượng trưng khác để kết thúc, sau khi hóa nước thành rượu, Đức Giê-xu nói với gia nhân: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Người không bảo họ đổ hết các chum rượu ra, nhưng cứ việc múc thoải mái và đem cho ông quản tiệc, cũng như mọi người hưởng dùng." Phó từ "bây giờ" muốn ám chỉ sự hiện diện bất tận. Tiệc cưới ngày hôm ấy trở thành tiệc cưới mãi mãi. Bữa tiệc này tiên báo bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc vô tận, luôn được lặp lại do lệnh truyền của Đức Giê-xu: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Phúc cho chúng ta và tất cả những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.